Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu về máy bay trực thăng Bell UH-1 Huey. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. UH-1 ít là một loại trực thăng do hãng Bell nghiên cứu và sản xuất. Nó thường được viết tắt là Bell UH-1 Huey. Bell UH-1 Huey là loại trực thăng quân sự đa năng nổi tiếng. UH-1 Huey được phát triển vào năm 1955 trong quân đội Mỹ, với bản thử nghiệm đầu tiên có tên là Bell 204. UH-1 Huey được đưa vào sản xuất hàng loạt năm 1962 dưới tên UH-1. Chiếc cuối cùng xuất xưởng năm 1976. Tổng cộng có hơn 16.000 chiếc được sản xuất. Bell UH-1 là loại trực thăng được Mỹ sử dụng phổ biến nhất ở trên chiến trường Việt Nam. Ở chiến trường Việt Nam, quân đội Mỹ đã xây dựng một phương án chuẩn trong việc sử dụng máy bay UH-1A phục vụ chiến thuật trực thăng vận. Mỗi phi vụ đổ quân như vậy, gồm có một trực thăng chỉ huy và tùy theo số lượng binh lính tham gia, có thể có từ 10 đến 50 chiếc UH-1A trở lính. 5 hoặc 15 trực thăng vũ trang UH-1A bay theo yểm trợ. Bên cạnh đó còn thêm vài chiếc A khác làm nhiệm vụ cấp cứu, tải thương. Năm 1964, khi quân Mỹ được bổ sung thêm loại máy bay UH-1B rồi UH-1D, thì mỗi chiếc chở được 12 lính hoặc 6 cáng cứu thương, tốc độ bay tăng lên. Đến giữa năm 1972, những lúc cao điểm có hơn 3.900 trực thăng Mỹ hoạt động ở chiến trường Việt Nam, 2 trên 3 trong số đó là UH-1B và UH-1D quân ta đã sáng tạo ra nhiều cách đánh trả. Trong đó, các trọng liên phòng không DSHK 12,7mm và KPV 14,5mm là một mối nguy hiểm lớn với UH-1. Quân ta thường dùng chiến thuật ẩn nấp dưới hầm, tán cây và đợi trực thăng Mỹ xà thấp tìm mục tiêu hoặc đổ quân thì sẽ nổ súng, vài phát đạn bắn chúng thường là đủ để hạ chiếc UH-1. Trong chiến dịch đường 9 Nam Lào năm 1971, có hơn 230 trực thăng Mỹ bị tiêu diệt, trong đó phần lớn là trực thăng UH-1, đó là còn chưa tính đến số trực thăng của quân đội Sài Gòn bị tiêu diệt. Đây được coi là thất bại nặng nề của chiến thuật trực thăng vận. Trong chiến dịch xuân, hè năm 1972, tại chiến trường Con Tum và An Lộc, trực thăng của quân đội Sài Gòn đã bị thiệt hại tới 70%. Theo thống kê có tổng cộng đã có 7.013 chiếc UH-1 tham chiến ở Việt Nam, chiếm 59,3% tổng số trực thăng tham chiến với nhiều phiên bản khác nhau. Đa số máy bay tham chiến ở Việt Nam đều thuộc biên chế lục quân Mỹ. Ngoài ra, còn 914 chiếc UH-1 được Mỹ viện trợ cho không lực Việt Nam Cộng Hòa, chiếm 34% trong tổng số 2.750 máy bay mà Mỹ viện trợ cho quân đội này. Khoảng 4.200 chiếc UH-1 đã bị quân đội nhân dân Việt Nam bắn rơi, phá hủy hoặc bị tịch thu, bao gồm 3.305 chiếc UH-1 của quân đội Mỹ, khoảng 800 chiếc UH-1 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trên đây là một số thông tin về máy bay trực thăng Bell UH-1. Thông tin được sưu tầm trên Internet mọi người có thêm thông tin gì thì comment và chia sẻ nhé cảm ơn mọi người đã xem video